Trấn Thành thành thật là xin lỗi quý vị khán giả truyền hình, những ai mà là fan của chương trình này, anh sai tôi sai, xin lỗi quý vị khán giả. Trời ơi, có cái gì ngon vậy cho tôi ăn nhá. Em nói bác sĩ của con Giang á là đẩy cái mũi cao lên, cầm thì gột bớt lại, kể vờ lai hỉ. Quán mười khó của Trường Giang á là tới đứng trước cửa canh Trường Giang ra chụp tấm hình rồi về chứ đừng vô ăn, mắt cắt cổ. Trời ơi. À, cái tiệm bấm một thì chỉ có vậy thôi. Hay kệ đó, sao cũng được miếng cười đúng không? Rồi, vậy đi. Hả? Đừng làm á. Ui, đi quá. Ta đã điều tra rồi, hả? Chính là đạo tặc chiên hái quá đất. Chết tao chết. Sao cái đó còn diễn nữa không? Dạ không. Anh là cái người là làm lỗi nha. Cười cho mày là sai đó. Mình nhận được 20 triệu thì những cái người mà người ta đầu tư đàng hoàng thì người ta sẽ cảm thấy rất là bị tổn thương, không có gì hết trơn mà tự nhiên anh cười. Vì vậy cho nên anh sẽ chịu cái trách nhiệm này của anh. Tụi em sẽ nhận được 10 triệu từ ban tổ chức và anh sẽ bỏ ra 10 triệu để anh tặng cho tụi em. Đúng với 20 triệu này nhá. Đón xem tập 4 Thách thức danh hài mùa năm phát sóng vào lúc 20:35 thứ tư ngày 7 tháng 11 năm 2018 trên kênh HTV7.